Có một bà cô này ở Hàn Quốc, bà mới điện telephone gì cho tôi. Thiệt, tôi ít khi nào tôi nói xạo lắm. Cái gì mà thực tế và cái gì mà gọi là đúng hoặc là cái gì mà gọi hợp lý là tôi nói liền à. Nhưng mà có cái này tôi không biết, tôi không nói được. Rồi gì á? Cô nói là cô trước tiên cô hỏi là một câu là đơn giản, tại vì ở bên đó là bên 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 Hàn Quốc là cô Hàn hay Quốc. hàng Hàn Quốc, Hàn Quốc. Hàn Quốc à, em là kêu Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Ý là nó ở, ở cái gì mà gọi là kim chi á hả? Không phải, kim chi nó là hàng 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 Seoul. Còn này là Hàn Quốc. Hàn Quốc. À Hàn Quốc. Cô mới nói là chỗ của cô là thường thường là người ta gọi là nông dân á. Người ta gọi là chỗ đó người ta thịnh vấn đề phải không? Nuôi vịt á. À cô mới hỏi giống như cô cảm giác như là để thử lòng tôi á. Cô Rồi. mới hỏi vậy nè. À, con có biết con vịt nào con vịt đực và con nào vịt cái không? Tôi nói ông là một cái câu gọi là khi mà cô hỏi làm tôi mừng cực kỳ, tại vì mình chắc chắn mình trả lời được thì đương nhiên là mình mừng đúng không? Đúng rồi. Tôi phá một câu nè, con nào mà nó đẻ trứng thì con đó là con cái, con nào mà nó không đẻ trứng thì con đó là con đực, đúng không? Đúng rồi. Hợp lý liền. À cổ cũng cười cười mà cười cảm giác như là hình như là câu câu trả lời của tôi không đúng sao Rồi con nào đẻ trứng là con đực, con nào mà không đẻ trứng là con á. cái. Không, trứng là con cái không trứng là con đực đó. Cái cổ cười cười mà cảm giác như là đúng rồi, cảm giác vậy đó. Cái mình mới mình mừng mà mình đứng mà mừng. Cái mấy cô hỏi một câu đơn giản nè, bây giờ cô mới thẳng vấn đề, tại vì ở chỗ đó là thường thường người ta không có làm vịt cho mình ăn đâu, đa số là ông tới đó ông chọn vịt, nghĩa là vịt đó là gọi là tao thả trong cái chuồng rồi đó, là ông tới ông chọn vịt Mua về tự về làm à? đông 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 về làm. Với lại bên đó nó Hàn Quốc nó hay ăn cái canh vịt đó Đúng rồi. đó. Cậu mới nói là làm sao để biết con vịt nào ngon và con vịt nào dở. Vịt cũng có vịt ngon, vịt dở nữa. Thiệt Thì đúng rồi. thì ngon dở thì cô giờ bởi cái lườn của nó đó, thì con coi con nào mà cái lườn nó đầy hoặc cái lườn nào mà gọi nó có cái xương xương sườn lòi ra thì con ốm, mà con đầy thì con mập. Thì đúng rồi. Cô nó không phải ốm mập cái chuyện đó, con nít bé lớn 3 tuổi nó còn biết mà, nó nói gì hỏi con làm gì. Nó là con nào ngon gọi là thịt 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 dày á, tại bên đó là ít khi ăn thịt mỡ lắm, toàn là siêu thịt chứ không phải là thịt thịt mỡ. Đúng rồi. Ông nói là cô nó là làm con nào biết con nào ngon thịt dày thịt mỏng vậy đó, nói vậy đó. Thì anh lựa con nào mỏ ngắn. Món ngắn liên quan gì với dịch vậy? Mỏ ngắn thì con đó thịt sẽ rất là nhiều hơn những con thường. Thì giống như người vậy thôi. Thì có người này người kia, có người thì giống như con người vậy đó. Nói chung là lựa vịt, anh lên lựa con vịt nào mà mỏ ngắn, anh nhìn trong đám vịt đó, con vịt nào mà mỏ nó ngắn nhất trong cái lồng chuột á thì anh bắt con đó. Nghĩa là trong cái đám vịt đó Đúng rồi. nhìn thấy con nào mà mỏ nó ngắn hơn những con khác Đúng rồi. chọn con đó, Đúng rồi. là thịt nó sẽ dày chắc và ngon. Đúng rồi, chứ thường mọi người hay sợ lường mà đôi khi mọi người nghĩ không con vịt hay con gà cái lườn của nó nằm toàn là phân đồ nằm dưới lườn, mọi người dám sờ tay vô lườn, mọi người sờ không sờ rồi lại dính phân cho tay nữa. Đúng rồi, vịt dơ lắm, gà Đúng dơ rồi, lắm. nên phải nhìn nhìn vào cái mỏ của nó, mỏ nào càng ngắn thì mình nên mua, mỏ càng ngắn thì thịt nó sẽ càng dày lên, giống như nó không có tốn sức nó dinh dưỡng nuôi cái mỏ dài ra, mỏ nó ngắn lại nên lấy ít ít dinh dưỡng nó lên đắp vô chỗ khác đó, ý là ví dụ rồi đó. À nghĩa thí dụ như là mình cái mỏ nó dùng để chỗ chỗ đó để mà nó sẽ tu bổ vậy, và nó để đó Đúng rồi. nhưng mà nó không tu vào đó thì nó đi chỗ khác, Đúng rồi. cũng y như một người tập gym đúng không, muốn tập Đúng ở chỗ rồi. này thì phải dồn chỗ này đúng không, Đúng rồi. đồ mà cái đúng vậy. Đúng rồi. Cái này ông bà xưa tôi nói vậy đó hả, Đúng rồi. nên chọn vịt ngon hay nọ hoặc thịt 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 dày Đúng rồi. nên chọn con vịt nó có cái mỏ ngắn, Đúng rồi. đồ để tôi Biết vô lý sao tại mỏ ngắn không? hả. Cái con mỏ vịt kia nó dày, nó dài. Thì vịt thường mỏ nó dài đúng không? Thì nó rỉa. Cái đoạn từ đó vô trong bụng bao tử nó sẽ lâu hơn, mỏ ngắn nó nuốt nó nhanh hơn, nuốt nhanh hơn nó ăn nhiều hơn. Ủa vậy hả? Có nữa hả? Thì nó, anh ăn thì anh phải nuốt vô bụng anh mới ăn tiếp chứ, chứ không lẽ anh ngồm sao được. Thì vịt vậy nó rỉ rỉ nó nuốt này thì nó nuốt con kia mỏ ngắn hơn thì cái tỷ lệ vô bao tử nó ngắn hơn thì nó sẽ muốn nó vô ăn nhanh nhiều hơn thì nó nhiều hơn. À nghĩa là ông nói cái đường 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 đường. Cái con giữa con đường mà thức ăn vô bao tử sẽ ngắn hơn một đoạn với mấy con kia. Ý tôi hiểu rồi.
Đó chia sẻ thôi, mà thực tế không phải giỡn đâu, thực tế đó, nói chung là lựa vịt nên lựa mấy con nào mỏ ngắn là nó sẽ hay hơn. Sống vịt sống đúng không? Đúng rồi. Là nên chọn những con vịt nào mà cái mỏ ngắn thì thật chắc chắn nó sẽ chắc dày, dày và nhiều hơn, nó là thực tế 100% không, mọi người cứ lựa thì mọi người biết nè. Đâu để vô tôi điện cho cổ nghe. Ok.